Lễ phát động tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục 2013 đã được tổ chức hôm nay tại đền thờ Chu Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Là một sự kiện hàng năm được chiến dịch toàn cầu về giáo dục tổ chức, tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục là một cơ hội để thúc đẩy quyền được hưởng giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người. Chủ đề toàn cầu của tuần lễ năm nay là học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt và đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học. Cả hai thông điệp đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhà giáo nhằm đảm bảo cho mọi người đều có cơ hội hưởng quyền được giáo dục có chất lượng của mình. Đây là một sự kiện diễn ra hàng năm và năm nay trong tuần lễ giáo dục toàn cầu diễn ra ở hơn 120 nước trên thế giới. Ở Việt Nam, tại đền thờ nhà giáo Chu Văn An hôm nay thì có gần 300 học sinh, các thầy cô giáo, các nhà quản lý về giáo dục đến tham dự cái lễ phát động hôm nay. Tuần lễ giáo dục toàn cầu tại Việt Nam năm nay thì có thay đổi một chút về chủ đề cho phù hợp với mục tiêu và điều kiện của Việt Nam, đó là mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt. Hiện nay giáo dục nước nhà đang chuyển trọng tâm từ phát triển về quy mô, số lượng, điều kiện tiếp cận giáo dục của mọi người sang nâng cao chất lượng nền giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, một trong ba đột phá phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Để thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu về giáo dục cho mọi người, thì Việt Nam cần có những biện pháp đặc biệt để thu hút, đào tạo và giữ chân giáo viên ở các xã nghèo và vùng sâu, vùng xa để đảm bảo giáo dục có chất lượng đến với tất cả mọi người. Trong sự kiện sáng hôm nay thì có hơn 200 học sinh là học sinh phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Vậy đối với học sinh thì các em mong muốn gì ở cái lễ phát động ngày hôm nay? Thưa anh, là trong cuộc phát động hôm nay, em mong rằng tất cả các bạn không chỉ ở tỉnh Hải Dương mà trên cả nước được học tập và được giáo dục trong một nền giáo dục chất lượng, có được tiếp cận với cả khoa học hiện đại. Theo quan niệm của em thì như thế nào là một người giáo viên tốt? Thưa anh, là theo em, một giáo viên tốt là một giáo viên có năng lực, có chuyên môn, nhưng quan trọng hơn cả đó là người giáo viên phải có nhiệt lòng, nhiệt tình và tận tình quan tâm đến học sinh. Trong tuần lễ giáo dục toàn cầu năm nay ở Việt Nam thì diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4. Cũng trong tuần lễ này thì tại tất cả các trường học cũng như tại các tỉnh thì đều diễn ra những cái buổi hội thảo giữa học sinh, phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo nhằm tìm ra một cái tiêu chí chung nhất thế nào là một người giáo viên tốt để hướng tới cái mục tiêu là các em đều có quyền được giáo dục trong một môi trường tốt nhất với những người giáo viên tốt nhất.